Đây là xương cừu. Xương cừu anh nướng lên, anh ướp gia vị với cái lá thơm đó, là anh nướng trên lửa than. Xong rồi á, trong khi đó anh sẽ lấy một đá, đá mà đá ngoài suối á, anh lấy anh rửa thật sạch. Xong mình bắt lên cái bếp than á, thì anh nướng cái đá lên cho thật là nóng, mà cái xương cừu cũng vừa chín rồi. Chín tới rồi bắt đầu anh mới đem đá lên bỏ lên cái bàn đó. Mùi thơm đó, khi mà ta nướng cái xương cừu á mà ta đem ra nó chín rồi á, ta để lên bàn nó có mùi thơm nhưng mà nó không bay nhiều, bay nó phải nóng nó mới bay hơi nhiều đúng không? Bởi vậy em mới để cái cục đá này lên như vậy nè. Khi mà mình để cục đá này lên á, nó có tác dụng là nó giữ cái độ nóng của miếng cừu đi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đường nóng đó. Đó, em cũng nghe tiếng nó xèo xèo không? Đó. Nó rất là thơm, nó bay cái mùi lên, nó làm chín cái nướng xương cừu nó vàng đẹp, nó thơm. Nó thơm nó đánh ra, nó đề cao được cái món nó lên. Mình nhìn nó sang trọng hơn. Rồi, đây mình thế này, nếu như mình nướng ở trên đá như vậy á, mình phải cắt khoảng bao nhiêu lâu thì nó chín không anh? À, cái miếng xương này á, mình đã nướng chín rồi. Chín rồi, xong bây giờ mình đem đá lên để mình tạo cái độ nét, còn nó nướng lên cho đẹp cái gì thứ nhất. Thứ hai là nó giữ cho cái miếng xương cừu luôn luôn nóng. Cái thứ ba nữa là khi mình lật cái cừu nó ăn nó ngon, nó nguội là nó không ngon. Nó luôn luôn giữ cái độ nóng, đúng không? Rồi tiếp theo đó, là đây là cái món không? Cái món này em nhìn thấy cũng rất là hấp dẫn này. Thấy cái mùi rất là thơm và nhìn trang trí cũng rất là đẹp nữa. Anh có thể giới thiệu cho em cái món này là món gì không? À, đây là cừu sốt rượu vang. À, món này là cừu sốt rượu vang. Đúng rồi. Anh chế được sốt xong rồi anh làm cái món này đấy. Đúng rồi. Cái thịt cừu này á, anh cắt ra xong mình áp chảo. Đúng rồi, sao áp chảo lên. Thì xong bắt đầu anh đem bỏ ra vậy đây, trong khi đó sốt rượu vang. Anh hầm lên. Với mấy cái loại rau củ mà anh luộc, anh lấy cái nước đó, anh hầm chung với nước sốt rượu vang. Anh nêm nếm thêm một số gia vị nữa, với ô nữa. Rồi bắt đầu nó khi mà nó gần cô đặt lại, anh sẽ lấy anh tưới lên cái miếng cừu này. Cái thịt cừu này nó hút luôn, nó thấm luôn. Đây, mình chấm miếng xíu vô, mấy cái sốt này. Ăn cái kiểu này là giống cái kiểu mà người châu Phi, người Africa, người Ấn Độ ta hay ăn á, dùng bằng tay đó. Đẹp mắt này, rất là đẹp. Có ngon. Vị nó sao? Thịt rất là mềm. Đậm đà vừa ăn. Bánh mì cũng rất là mềm. Rất là ngon. Rồi. Chúc mừng á. À, thấy không? Đau. Mà em còn nghe cái tiếng đá nó xèo nữa nè. Đó. Đó đang sôi nè, này để mình nhìn coi, đang sôi ục nè. Này nè. Đó, đang sôi nè, thấy không? Em thấy nào đây nè. Đó, đang sôi thấy chưa? Quá đẹp. Để nó giữ lên cái mùi thơm của miếng cừu ra. Bây giờ mình sẽ ăn miếng kèm miếng bánh mì. Rồi em ăn xong, em khoan một lần, hãy để cho nó khoảng 10 giây đi. 10 giây cho bắt đầu thấm vô cái độ lưỡi mình, từ từ đi từ cái đầu lưỡi nó vô cái đây, xong nó mới lên cái mũi mình, nó đưa lên cái não mình. Đúng rồi, em ngậm tí xíu cái thịt như thế nào? Thịt nó ngọt, rất là ngọt và tươi, đó là điều nhất. Thứ hai là cái độ ngậy của nó vẫn còn giữ nguyên được. Đúng rồi, em sợ nó sẽ bị ngấy đấy. Nó bị khô không? Không hề bị khô, rất là ngọt.
ngấy, nó có vị vị ngậy ngậy á, thì có cái vị các cái nguyên liệu mà anh cướp nó vào chung á. À. Nhưng mà thịt cừu này khi mà lấy mình phải khéo tay nha. Thế tại sao không? Tại đá đang còn nóng, đó, nó đang còn sôi nè, thấy không? Khi mà mình còn sôi vậy mà mình không biết mình đụng tay vô nó phỏng tay luôn đó. Không, ăn cái kiểu người Ấn Độ là nó hay ghép như nè. Đó. Cầm lên. Sai lầm. Không được rồi. Trên cả được rồi. À, hình như là em nhớ là anh còn nói với em là sau cái buổi tối hôm nay anh em mình ngồi đây ăn thịt cừu này, rồi ngày mai anh sẽ dẫn em đến một cái địa điểm nào đó là vừa được trải nghiệm, vừa được ăn những cái món đặc sản ở đó. Em quên mất là anh nói ở đâu rồi, anh có thể nhắc lại cho em được không? À, Nha Trang. Wow.